Cho tới nay, bạn chính là người ghi nhiều bàn nhất lịch sử Real Madrid, người ghi bàn nhiều nhất lịch sử cấp độ đội tuyển quốc gia, người ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League và cũng là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá. Bạn vẫn còn chưa đến cái đích của mình. Bạn chỉ là kẻ đứng nhất mà thôi. Cầu thủ Brazil gần nhất giành quả bóng vàng là một chàng trai không giống người Brazil điển hình chút nào. Ricardo Kaká da trắng, mặt xinh, tóc dài lãng tử, xuất thân công tử nhà giàu và đặc biệt là ngoan, siêu ngoan. Footboy trong truyền thuyết chính là đây, không tệ nạn, không phê pha, xung đạo tuyệt đối và đặc biệt là chơi thứ bóng đá hào hoa không có chiêu trò. Giữa một rừng các cầu thủ đồng hương trông như giang hồ đường phố, nổi lên Luka Modric chủ tọa tới từ Madrid, lướt trên mặt nước ta như cơn sóng, chân của ta quả réo khi tai kỳ của ta đang phóng. Luka Modric mà nhảy TikTok bài này, thêm hiệu ứng giật tung tung thì phải khẳng định là triệu view. Nhưng không cần phải lên mạng ảo, Modric vốn đã là idol tỷ người mê ở ngoài đời thực rồi. Màn trình diễn trước Chelsea là thêm một buổi tập tối ngoài giờ nữa với ông lão dẻo dai này. Ở tuổi 37 trẻ trung, Modric nhẹ nhàng lướt qua hai em nhỏ Kante và En. Haaland sắp tước danh hiệu đệm vương của Ronaldo rồi. Những ngày qua thật thương cho Cristiano Ronaldo. Anh bảy nhà ta đang bị sao quả tà chiếu nên làm gì cũng hỏng. Thậm chí từ Ả Rập xa xôi, CR7 bất lực nhìn về châu Âu và thấy lũ trẻ đang ngày ngày phá đi danh tiếng của mình. Danh hiệu đệm vương Ronaldo tích lũy bao năm mới có, giờ đang bị thách thức bởi cậu em Erling Haaland. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lukaku. Em nghĩ đời anh chơi được. Nhưng không thể nào em ơi, tất cả yêu thương giờ vỡ tan. Không còn gì để nói nữa. Sự bàng hoàng của Edin Dzeko. Nếu là anh thì có lẽ đã khác. Thực sự Lukaku nợ những đồng đội của mình một lời xin lỗi. Quá khó tin. Nắng đua trên khoe sắc, vui đùa giữa muôn ngàn.